toàn bộ ruộng đất của bọn Tường Hào ác bá thời gian giặc Pháp chiếm đóng. Đấy, chúng đã thu gom tất cả ruộng đất của tất cả vào trong tay một số kẻ Tường Hào ác bá, bóc lột sức lao động của nhân dân. Đấy, chính quyền cách mạng đã giải phóng được đất nước thì tịch thu toàn bộ đất giao về tay nhân dân. Thế là đúng hay là sai? Bà con nhân dân bây giờ, ví dụ như bản thân chúng tôi bây giờ ở vùng nông thôn mới vẫn được mỗi người 10 thửa đất, nếu mà trong mấy nhân dân có lấy đến thì được 100 triệu để chi tiêu. Nếu mà để cho một cửa áo bà một vài đứa nó chiếm giữ cái ruộng đất này thì liệu mọi người dân có được như vậy không? Có công bằng như thế không? À, vậy thì cái cải cách ruộng đất là đúng hay là sai? Cái thứ hai, mục đích thứ hai của cải cách ruộng đất là gì? Trừng trị những bọn cường hào ác bá trong nước. Thứ nhất là chúng ta đối xử với nhân dân một cách tàn bạo, nhân dân nghèo một cách tàn bạo. Thứ hai là chúng chỉ điểm tiếp tay cho giặc tàn sát đồng bào và chiến sĩ Việt Nam. Tôi ở ngay chỗ tôi ở đây, rất nhiều lần lính Pháp càn quét vào trong làng, họ bắt được những người du kích ở dưới hầm ngầm, một số nhà họ đào hầm để cho những người du kích chạy ra trốn, để họ bắt những người du kích chạy vào đây lạc vào đây rồi không biết đường ra. Giặc Pháp mà bắt được các bạn, họ biết làm gì không? Chặt đầu, cắm đầu vào một cái que tre mang ra chợ bêu. Máu chảy ròng ròng ở cái tre rồi, mắt trợn ngược. Vậy đấy là gì? Có phải tội ác không? Các bạn đã nghe thấy cộng sản bao giờ hành quyết tù nhân như thế không? Mà lại bảo cộng sản dã man hơn cả phát xít. Nhưng mà người Pháp làm thế ở Việt Nam, vùng quê nào cũng có cảnh đó, đúng không? Vị tướng đầu tiên của Việt Nam đó là tướng Phùng Chí Kiên. Pháp bắt được chặt đầu ở một cái chợ trên Yên Bái, đem ra chợ Bêu. Đấy, cắm mối que và đem ra chợ Bêu. Vậy thì tôi hỏi mọi người rằng kẻ nào dã man hơn kẻ nào, đúng không? Mà tất cả những vụ người Pháp bắt được các chiến sĩ du kích hoạt động, hoặc là những nhà mà chứa chấp các chiến sĩ du kích đó, đều do sự chỉ điểm của bọn cường hào ác bá, bọn địa chủ, bọn tay sai cho rằng. Vậy chúng có đáng chừng trị không ạ? Hả? Nếu đúng ra chúng phải lăng trì, phải tru di tam tộc, chính quyền cách mạng còn nhân đạo này, chỉ giết chúng rồi đấy nhá. Tôi hỏi mọi người là chúng có đáng được sự tội không? Quá đáng. Chỉ có sau này có một số cán bộ cách mạng lợi dụng vào cái chuyện chứng trị bọn cường hào và nó tỷ lệ trả thù cá nhân, tức là những người ta chưa đáng tội chết đấy thì quy cho người ta tội chết và tiếp người ta. Đó là sự quan sai, và Hồ Chí Minh và chính quyền cách mạng thấy điều đó bắt phải dừng ngay, ra lệnh dừng ngay cái cuộc chứng trị của bọn cường hào và nó lại. Sau này phải điều tra cho nó cẩn thận, vẫn tiếp tục chứng trị nhưng phải điều tra cẩn thận. Và tôi chỉ nói với mọi người một điều là này, ở bất cứ một khu vực nào, một đất nước nào trên thế giới này, khi có chiến tranh xảy ra, bên chiến thắng sau khi đã thắng giành được chính quyền thì bao giờ cũng trừng trị bên chống đối. Gần đây nhất là có Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không? Một cuộc đảo chính bất thành, hiện nay tất cả các nhà tù hình sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã được thả hết người tù hình sự ra để giam tù người tù đảo chính, đúng không? Hàng trăm nghìn người đang bị đẩy ải trong các nhà tù cho đến chết, rồi bị xử. Đấy, một cuộc trả thù dã man nhất trong lịch sử loài người đang xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo viên, mấy chục nghìn giáo viên bị đuổi cổ, những cái tội khủng bố phải đảo chính. Đó, vậy là cái gì? Hả? Chỉ có cộng sản Việt Nam dã man để trả thù thôi à? Mọi người nhầm đấy, cộng sản Việt Nam còn quá điện nhé. À, cộng sản Việt Nam mà các bạn đã nghe bao giờ nghe thấy là chặt đầu người cầm chợ chưa?
xin phép em lời anh một chút được không ạ? Anh dựa vào đâu và anh thống kê ở đâu anh đưa ra con số đó là 99,9 và 0,1 được không? Anh có thể lý giải một chút được không ạ? Trong lập luận thì người ta chấp nhận một cái định tính hơn là định lượng. Đấy, thì ví dụ như người ta chấp nhận cái cách nói rằng là 1% dân số Hoa Kỳ chiếm 99% tài sản nước Mỹ và 1% và 99% dân số Mỹ chỉ được hưởng có 1% tài sản nước Mỹ, thì đây là cái lối nói cương điệu nhưng cũng là cái lối nói hình tượng hóa. Đấy, thì cái điều tôi nói là 99,9% và 0,1% cũng nằm trong cái cách nói như vậy. Nói tiếp, tức là có 0,1% đối tượng liên quan trong cải cách vùng đất là bị thiệt thòi, đó là những địa chủ cường hào ác bá có tội ác với nhân dân, có tội ác với cách mạng, bị xử bắn ngay tại chỗ. Và số địa chủ còn lại thì bị đấu tố. Tuy nhiên, cải cách ruộng đất là cuộc cách mạng vĩ đại. Như tôi đã nói, nhưng những người chống cộng thì họ lờ đi cái phần vĩ đại của nó. Họ chỉ xoáy sâu vào rồi là thổi bùng lên để làm lu mờ cái vĩ đại kia. Đấy, để họ vu cáo cái sai lầm của cải cách ruộng đất. Mặc dù cải cách ruộng đất, cái sai lầm ấy hoàn toàn không phải là chủ trương đường lối, nó chẳng có một cái nghị quyết nào của Đảng Cộng sản Việt Nam về cái sai lầm ấy. Và Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó đã nhận ra sai lầm và đã thừa nhận sai lầm và đã sửa chữa sai lầm. Thì những cái kẻ mà cứ xoáy sâu vào cái sai lầm mà người ta đã thừa nhận và người ta đã sửa sai, thì nó không chỉ là cái sự nhỏ nhen đi tiện mà nó còn là cái thủ đoạn bẩn thỉu nữa. Tôi xin phép hỏi thêm anh một câu, tức là cái cuộc cái cách đường đất đó, cuộc cách mạng đó, như anh nói là một đại cách mạng vĩ đại, thì theo anh cái cuộc cách mạng đó và gây ra những cái sự như anh nói là 0,1% hay nói chung là sau cuộc cách mạng đó có gây ra những cái hận thù cho nhân dân không? Anh có thể nói về điều đó được không? Câu hỏi của anh cũng rất là hay. Thế thì bây giờ ấy, tôi xin cho anh cũng như mọi người biết, quê tôi ở làng Trung Lương, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Khi tôi nói điều này thì nhân dân Trung Lương đang xem và tôi không thể nói láo, đúng không ạ? Thế thì ông nội tôi là địa chủ, ông ngoại tôi là một nhà nho dạy học, rồi ông cũng mua ruộng phát canh thu tô và ông còn bỏ tiền ra mua chức cửu phẩm nữa. Thế nhưng tất cả cô dì chú bác nội ngoại của tôi cũng như bố mẹ tôi đều tham gia cách mạng, đi theo Đảng Cộng sản
trở thành đảng viên cộng sản. Thế thì tại sao mà các cô dì chú bác của tôi không mang cái mối hận thù của cải cách vùng đất? Là bởi vì cái cải cách vùng đất, nó cái ý nghĩa của nó là rất chính nghĩa. Đấy. Cho nên kể cả con cái địa chủ cũng chấp nhận và hoan nghênh một cái cuộc sống mới bình đẳng. Thì cái điều này cũng rất dễ hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì phần lớn các lãnh tụ cộng sản đều xuất thân từ các cái tầng lớp trên. Tôi nói ví dụ như ngay bản thân Bác Hồ, thân sinh của Bác cũng là phó bản, tức là mình nói nôm na cũng giống như là ông quan ấy, phụ mẫu ấy, đấy, hay là phó chủ tịch huyện bây giờ ấy, đấy, hay thủ tướng Phạm Văn Đồng rồi thì là đại tướng Võ Nguyên Giáp rồi. Rất nhiều đại tướng của ta, tướng tá của ta cũng đều xuất thân từ tầng lớp trên, gia đình tầng lớp trên. Đấy. Hoặc như ở trên thế giới chẳng hạn, thì bản thân Karl Marx, Lenin, Engels cũng đều xuất thân từ tầng lớp trên. Chẳng hạn như cha của Lenin còn là quan thanh tra của chính quyền xã hoàng. Đấy. Hoặc như Fidel Castro, thì thân sinh của Fidel Castro là một tiền chủ ở Cuba. Hai anh em Fidel và Raul đều tham gia cách mạng và làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đấy. Các địa chủ ở trong nước ta, họ cũng hiểu ấy, cái chính nghĩa của cách mạng mà Đảng Cộng sản tiến hành, và họ cũng đồng tình với cái cuộc cách mạng ấy. Họ mọi người đều hòa chung vào cái mục đích chung của cuộc cách mạng, lợi ích chung thay đổi một cuộc sống mới, và thậm chí nếu như có thể xảy ra những mặt trái, những sai sót là một cái điều đó đương nhiên phải chấp nhận. Đúng rồi. Để thay đổi những cái lớn. Thay đổi một cái cục diện lớn thì mình sẽ phải chấp nhận xuất hiện sai sót, và phải mình phải bỏ qua những cái sai sót đó và coi như là mình sai sót nhỏ.